Chào các bạn, mình tên là Quân. Mình làm clip này để chia sẻ kinh nghiệm dựng hình của mình. Mình chọn Biteco vì nó làm mình ấn tượng từ nhỏ, nên lúc nào mình cũng vẽ nó trong lớp học hoặc bất cứ đâu. Theo cá nhân mình, nếu các bạn đang trong quá trình luyện vẽ thì nên chọn và luyện một công trình nhiều lần và thỉnh thoảng nên đi ký họa thực tế. Thường thì có nhiều cách dựng hình nhưng mình để ý phổ biến vẫn là ba kiểu, đó là dựng hình theo tổng quát, dựng hình theo sắc độ và dựng hình theo chi tiết. Nhưng mình nghĩ có thể kết hợp cả ba lại với nhau. Trong tổng quát có sắc độ, trong sắc độ có chi tiết, trong chi tiết lại có tổng quát của chi tiết. Nên trước khi vẽ chúng ta phải bắt được đặc điểm nhận dạng của công trình trước. Ví dụ ở Biteco là cái đĩa cắm vào tòa nhà, ai nhìn qua cũng biết. Vậy thứ focus lúc này là chiếc đĩa, từ nó ta có thể kiểm tra được tỷ lệ của các phần khác bằng việc ướm tỷ lệ hoặc đo, có thể kiểm tra bằng các đường chéo 45 để tìm điểm giao nhau có hợp lý hay chưa. Nếu sai quá thì nên kiểm tra lại những phần khác. Nếu đã chắc chắn thì có thể lên sắc độ luôn. Việc ta nheo mắt nhìn vào công trình sẽ khiến ta dễ dàng nhận ra chỗ tối nhất và chỗ sáng nhất, cứ thế chia làm nhiều tầng sắc độ khác nhau. Còn ở công trình Biteco này thì phụ thuộc vào nhiều thứ như tương phản của kính, ánh sáng trong các phòng, nhưng hầu hết thì vẫn nên ưu tiên nguồn sáng tự nhiên tác dụng lên hình khối.